Chú Kun tiếp tục tâm sự với một cô mới, thì thấy cái cuộc tâm sự chú Kun với cô mới này thấy hợp quá, thì cái câu chuyện của chú Kun này như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Bạn đầu nghiêm chỉnh không? Có bạn đầu nghiêm chỉnh không? Rồi, hôm nay em đem cái niềm vui đến cho chị nè. Em có xuống nhà anh Sáu gì? Anh Sáu Quân ở Đồng Tháp. Ảnh nhà của ảnh cũng khang trang lắm, ảnh sống có mình ảnh à. Rồi đất đai ảnh cũng được công đất vườn mấy sau nhà nữa. Rồi ảnh có cái trại nuôi gà đá, nuôi gà thịt bán. Nếu mà chị về đây chị sống với ảnh là rất là ok luôn. Có muốn bây giờ em sẽ cho chị và anh nói chuyện tham khảo tìm hiểu trước ha. Dạ. Rồi, xin mời anh chị ha. Dạ, chào anh. Rồi chào em. Ô rượu mấy? Dạ. 64 á. Dạ. Đó là chuẩn với anh luôn á. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Kiên Giang. Lên đây sống à, gọi chứ. Em vẫn còn ở Kiên Giang. Kiên Giang là làm gì? Sóc Trăng. Kiên Giang, Sóc Trăng. Kiên Giang là phải Kiên Giang Dịch Giá chứ. Kiên Giang Dịch Giá. À, Kiên Giang mà nằm ở đó nào vậy em? Em ở 18 huyện Vũng Tàu. Cũng ở gần Dịch Giá đây ha. Tại Gạch Giá. Em lên mạng này là bữa nào ấy lên kênh của Minh Hoàng đó. Vậy là nó hỏi chị là ba hỏi thiệt vậy hả? Hỏi chị là em lên kênh nào? Anh hỏi chị em lên kênh nào? Em lên kênh nào? Em lên cái kênh nào? Em lên của mà mặt dép yêu thương của Minh Hoàng. Ở Minh Hoàng. Bây giờ cũng nói với em có mấy em đây là tới nhà mình để xem xét được cái gia đình coi có phải anh là người coi vợ hay không. Sợ nhiều khi nó dốc cái láo rồi kia mấy em có tới thì chứng tỏ được cái gia đình là một hai nữa ở một mình anh. Rồi anh mới tìm kiếm người phụ nữ về đây để cuộc sống tuổi già rồi này kia lo bệnh với nhau. Dạ. Anh Quân, là gì của em vậy chú? Anh năm nay. Quê anh ở đâu? Ở Đồng Tháp em. Dạ, ở Đồng Tháp mà. Cao Lãnh. Cao Lãnh. Ở Cao Lãnh. Ở ngoài Cao Lãnh. Ở huyện Cao Lãnh. Dạ. Rồi em ở bên đó vậy mà em ở chợ đó vậy là em biết nhà hàng Hướng Dương không? Dịch Giá. Biết. Dạ, ở kế đó không? Dạ, em ở trên đây nhà hàng Hướng Dương ở dưới Long Biển. À. Đó của ông anh chú bác đó. Dạ. Thôi giờ hỏi em đi là nghề nghiệp sống cuộc sống này là sao, con cái rồi sao? Mới con ở vậy mình nên vậy đó hả? Dạ em có chồng mà em không có con, em không có sanh đẻ được á. Rồi em có sinh được đứa em nuôi. Hồi đó nó cũng ký gửi à, mà em sinh người ta đẻ non người ta bỏ em cái ăn quản dưỡng em nuôi nó rồi tới lớn. Nó 19 tuổi em lấy chồng rồi nó thêm chồng bỏ rồi. Ừ, mình năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Tôi sủ. Dạ. Trời ơi, có vợ chúng có tôi sủ này ngon dữ lắm à, ú mặt dữ lắm à. Chị này rất là hiền á. Người nó theo chồng, người nó lo con lo cái, nó có dùng nói gì tới em đâu. Người ông xã em chết tới giờ em ở có ơn vậy. Như làm gì sống? Dạ, em lúc trước thì em đi mua cái liệu. Rồi bây giờ đi cái liệu nó nặng nề quá là em nghỉ em đi bán vé số.
mình lên đây cũng lên mạng đây nè, cũng tìm người bốn phương. Nghe mấy em Út giới thiệu em đây cũng lòng cũng cảm mến lắm, mà không biết cái dịp nào mình gặp nhau được đây. Dạ, người xã anh đâu? Xã anh đó, thôi năm nay 18 năm rồi. Dạ. Có một lần sau nữa cũng thôi luôn nữa rồi. Bởi vì của dạ. Cải không à. Thành ra giờ đỡ của mình lên em ơi. Dạ. Mình đi ngủ sợ ma, chết luôn. Dạ. Tối đóng cửa kính mít không ai chỗ. Rồi vậy hôm nào cho số điện thoại rồi mình tâm sự gì sao ấy, nếu phải ổn định thì anh đến cái quê đó là anh rước anh về. Bấm tắt anh đâu rồi, dây đỏ cứ hỏi nhiều chứ đi. Cho số điện thoại của anh cho em đi rồi em kết bạn với anh đồng ý mới được, còn máy của em là anh kết bạn với anh được. Người quen mới được ha. Dạ. Anh cho số điện thoại của anh đi rồi em kết bạn với anh này, anh đồng ý thì chị mới kết bạn với luôn với em được. Rồi có khi rảnh rỗi đây cho số biểu Minh Tiến rồi Hồ Tiến cho số đi rồi. Bữa nào chú đi dưới không chở thì cho biết luôn. Bữa nào có muốn thuận dịp nhau để xuống dưới. Xin số điện thoại liền chút xíu chút xíu rồi nói vậy đi Kiên Giang đó, bữa nào đi Kiên Giang chở xuống dưới luôn. Bữa nào xuống thăm ông anh rồi mấy đứa em chở xuống dưới gặp em luôn. Rồi thí dụ như có chồng rồi nhà cửa sao trời. Vậy dễ mà. Tưởng nó có nhà xuống dưới còn ở trọ thì ôi không sao. Cuộn đồ vô ba lô, thận thì cuộn ba lô rồi giọt lên đây xong. Đúng rồi. Dạ, còn khô luôn. Rồi có dịp nào anh có quận thì anh xuống cho biết chở em ở. Thôi đi. Bây giờ nếu anh sự em thận thì xuống chỗ biết cái chỗ em ở anh cũng rước về đây cái chỗ đó quyến liếu gì đâu. Rước luôn hả chú? Rước à. Rước luôn. Nếu thận á. Bây giờ nếu mà chú tâm sự đi, nếu mà được thì mấy anh em chở đi xuống dưới với chú. Rồi, bây giờ nói thì lần đầu tiên mình gặp nhau tâm sự chút đỉnh thôi, nó nhiều quá, nhiều khi ta nói nhiều lời, nhiều chuyện luôn. Nói đi, nói thoải mái. Thôi rảnh rỗi thì anh xin số. Nói thoải mái. Số với em rồi bắt đầu anh mới nói chuyện càng nhiều hơn. Không, nói vậy chứ không. Trong cái khoảng đường mà nói yêu đương nhau, tình cảm yêu đương có đông người, anh nói cũng hết lòng được nữa. Có mình anh với em nói chuyện nghe mới hay. Nhất gái lớn hai gì trai lớn một. Thì bây giờ chú muốn đến thì chú phải tìm hiểu cho nó rõ hơn đi rồi hả. Bây giờ cuộc sống cũ nói vậy rồi tìm hiểu gì nữa vậy. Đi rồi mình mới xuống dưới. Thấy anh sao? Bây giờ hỏi em như thế của anh như vậy rồi có dáng hiến làm xứng đáng làm ông xã của em là làm sụp đúng rồi. Không? Anh cũng có 55 kg em ơi. Vậy cũng em ha, bữa nào cũng năm mấy. Em cũng 56, 57 kg gì đó. Ôi kệ nặng nè, như nhau chút đỉnh nhầm gì 1-2 kg. Yêu đương 1-2 kg nhầm gì phải buôn bán, rồi được kia 1-2 kg rồi giác với lui. Dạ, mình tìm hiểu rồi mình thích hợp thì mình tiến tới chứ có gì đâu anh ơi. Rồi. Bây giờ để nói nghe thử thích, nếu em thích như vậy có một quả định đổi rồi bắt đầu anh sẽ tìm những nói chuyện với em thật nhiều. Nếu mình thấm thía cho nhau rồi bắt đầu anh giọt với em giúp em về luôn. Bởi vì em có mình mà còn cũng làm có hướng hướng gì đâu nữa tận. Con cái cũng không có. Con cái cũng không có gì. Thời gian hỏi vậy thâm tình cái gì có thận được không á. Có con cái gì hết là về đây ở với anh là thôi im luôn á. Anh có hai đứa con nó ra tư duyên trơn à, ở của mình đó nè. Dạ, em cũng ở có mình anh ơi. Trời ơi, thứ này nếu thận với nhau nó biết bao nhiêu im. Dạ. Mình trong lỏng à, ra cho nên mình ở vậy là có ai phiền nàng gì nữa đâu. Có ai gần gần buồn hả chú? Rồi em ở dưới con đất địa cũng không có thì giờ lên đi sống với anh, thì nào anh chết trước thì con nó chôn đây mà em chết sau cũng ở với anh.
má mồ luôn đàng hoàng, rất có đàng hoàng. Có hỉ anh vậy đó, để em làm suy nghĩ đi, rồi anh xin số điện thoại rồi tiếng rồi anh nói chuyện em còn nhiều hơn. Thấy không? Dạ. Rồi rồi, rồi vậy đi. Bạn với em không có được á. Má em không có kết bạn với người lạ được. Thì mình điện thẳng. Xin xin số. Mình xin số thôi, kết bạn chứ mình xin số. Dùng chấp nhận dạ. Thương yêu nha, dùng tốn 200 ngàn nói chuyện cũng có nhầm gì đâu. Đúng rồi. Dạ, anh hỏi. Rồi, rồi anh xin số và điện số khi được. Rồi điện số đi từ từ, nó Zalo gì đâu. Dạ. Rồi nấu mớm mà về cơn dữ lại. Nói đi, nói đi. Nói đi, có hụt rồi. Trời, nói đi. Đồ tối trời ơi. Tâm sự chút đi. Tâm sự đi nhiều nhiều đi chút. Lâu ngày mới gặp. Rồi qua nở về đi. Thấy em nói chuyện mà em cười hoài, anh cũng thấy cảm động ghê luôn đó. Dạ. Tí sủ hay là tí sủ hai tuổi thì thịnh lắm, mốt chắc làm giàu luôn. Làm giàu luôn à, hai tuổi học là làm giàu luôn á chú. Ừ đó, làm giàu luôn á. Rồi cuộc sống cái gì trường hợp mà chấp thuận ở với anh gì có về đây rồi, có sanh hướng làm cái chuyện gì không hả, là ở nhà nội trợ. Nhà bán nó mặt lộ đó, muốn bán gì lo đủ ở đây, ngoài cũng bán trước cũng được, mà lên chỗ nào bán cũng được. Dạ. Về đây anh lo hết. Rồi tớn mà. Chỉ gom đồ đi thôi. Ừ, bỏ đồ trong ba lô rồi lên đường là xong. Lên đường hả chú? Vậy chú nói đi, em chuẩn bị chỉ một cái qua đi rồi thôi. Quay sơ sơ cái nhà cái. Nhà mình nè, em coi. Dạ. Sạch sẽ lắm quay. Hạ xuống, hạ xuống. Hạ xuống. Nhà ngon lành. Nhà này có đường bà sạch chứ lắm. Mọi người tôi ai đâu ngồi lao hoài. Ngày qua đó với em mà nhậu quá trời ở nhà. Còn hơn cái đống rác. Tôi sáng tôi lao, tôi muốn chết tôi luôn. Anh nhậu dữ lắm. Nhậu đâu có gì đâu, dữ lắm em ơi. Dùng buồn không có vợ rồi. Dùng ông cũng phải em mới hiểu. Ngồi buồn dòm ra ngoài lộ gặp người ta như vậy. Mình ngồi trong này không biết làm gì, uống vài ly rượu. Xong đi xung cho buồn ngủ không biết làm gì vậy. Người ta có chồng có vợ, người ta còn nói này lúc kia. Còn như anh giờ có đó, vậy đó. Em sợ rồi đó. Bởi vì anh tuổi lắm mà không biết sao đây duyên nợ này của tự nhiên hướng dẫn như vậy, không biết duyên nợ sao đây. Thôi nói tâm sự nhiêu được rồi. Em không dạ. Nghĩ hen, cơm nước đi anh cũng còn có thù gà dịch được tùm lum chưa có bắt chưa nữa. Có gì vậy anh mở tùy xuống cho em chưa biết. Rồi rồi. Chị thấy anh Sáu Quân sao? Thấy nhà mới thì thấy cũng được mà mình chưa có tìm hiểu chưa biết sao mà tách đường sao mình chưa biết cho chú ơi. Nhưng mà thấy được không? Thấy ảnh đi xuống thăm chị được không? Dạ thấy mặt thì cũng được ha. Đúng rồi, phải tìm hiểu nữa. Không, sao đây em nói vậy, từng tuổi này không có còn sơ hở gì nữa đâu. Nếu mình không có thận nhau thì là anh lo chắc cú. Không có chạy khỏi đường nào thôi. Lớn rồi, đâu có gì chứng chạc rồi, chứ đâu có gì còn khỏe đâu. Anh đâu phải uống rượu say xưa hay hè phởn đâu, không có kinh tế đâu làm ăn đó lắm. Người nào làm ăn gì chúng lâu lâu nhau lần. Ừ, chú nói rõ, nó lâu vậy không nè. Năm ba bữa, ví dụ khách khứa, mình cái vụ đó không biết năm ba bữa, nhiều khách khứa người nào quất người nấy. Ai đâu hiểu quá. Vậy đi thôi. Rồi, vậy là chị thấy ổn ha. Rồi, xong rồi em gọi lại chị đọc số điện thoại cho em nha. Cái số Google Bình Phước là chứ Zalo, cái này là Zalo, để chị đọc số điện thoại lại cho em để em cho số cho ảnh ha. Dạ. Rồi, rồi thôi giờ chúc chị vui khỏe ha. Dạ, thì bây giờ đọc số luôn hay gì? Chưa, chút xíu. Dạ, khoan, rồi. Rồi bây giờ chị đọc đi. Rồi Duy thì thôi mình cũng tạm dừng cái video đây hả chú? Để chút xíu nữa rồi cho số rồi chú tự tìm hiểu lấy ha. Mấy anh em ở đây chỉ là chia sẻ thông tin thôi, còn cái quyền của chú là quyết định chọn lựa với ai thì
tự chú định ha. Dạ rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây, hồi Tiến kêu về và Tiến không biết vui vẻ. Rồi, xin chào tất cả cô chú anh em với anh Hoàng thì kết thúc cái video đây nha. Mong rằng tất cả cô chú anh chị em có xem được cái video, hai anh em thì nhớ chia sẻ giùm Tiến nha. Rồi chào giả đi chú. Rồi, chào.